Thành xin chào quý ông bà, cô dì, chú bác và anh chị đang xem trên kênh Bá Thành Vlog nha. Vâng, thì hôm nay trời cũng mưa bão thì ở nhà không biết làm gì thì hai anh em Thành đi ra đồng thả lưới kiếm ít con cá về kiếm mắm buổi tối nha cả nhà. Đấy thì anh trai Thành đang cầm lưới này. Đấy. Lưới miến nha cả nhà, lưới miến bắt cá rô nha cả nhà ơi. Đó, thì mấy bữa nay trời mưa cùng mọi người nhà cùng theo dõi nhá. Mưa bão cũng không ra video cho quý khán giả xem được thì hôm nay trời cùng tạnh đấy mưa. Thì anh em Thành sẽ đi thực hiện làm clip video thả cá nha. Đấy mong cả nhà xem video nhớ ủng hộ cho anh em Thành nha. Đấy mấy một ngày nay mưa ngập lụt. Đây là tiếng con, tiếng cá thật lạ này. Đấy anh trai Thành đang thả nha cả nhà. Thả nãy giờ vẫn chưa xong luôn. Đấy. Chưa xong luôn. Một tay là hai tay lái. Đấy, trời mưa. Trời đang mưa nha cả nhà. Trời đang mưa. Đấy. Anh trai của Thành thả lưới, còn Thành thả bắt quái nha cả nhà. Đấy. Đây là mấy cái bắt quái hôm bữa Thành mua này. Không biết một buổi chiều hai anh em đi thả cá không biết có cá không cả nhà đấy. Con này lên. Có cả nhà anh trai cửa cá, có cá này cả nhà. Cá đâu khỏi đây. Ba đâu rồi, một cơ kê rồi. Đó. Khổ rồi đó nha. Đẹp quá. Ngon quá trời cả nha ơi, cá rô cả nha ơi. Nếu anh đang còn bắt cá này em đáng này là ấy đưa muốn quái nữa anh nếu anh thả cái này là quá nhiều nếu xuống nè. Mà con coi bực ghê thôi. Quá bực. Nặn này nữa. Nặn bỏ 4 nặn đấy.
cùng 6 phút ăn cái củ bắt cá. Ôi giời, con hóa nó bay ngược rồi mẹ. Anh yêu anh nó bắt cá em không ngon hơn một con chim để ăn nhậu. Ôi ghét này á. Như cái này vốn nên lại cái tụng mì để bên lành để giá đi. Nằm thì mấy cái ngôi hải lật này nằm thì nó chưa cái giò vốn đâu. Cá được là hiếm, cá lụt là hiếm, nó là hiếm luôn. Gỏ nó lâu quá. Rồi. Nằm 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 túm sau đuôi nằm cái nó bỏ vào giò nằm cái nó ra chuột nè. Đây đây có anh làm đi đi chơi này nha cả nhà. Hãy đi theo coi để bắt cá. Coi có cá không á cả nhà. Phải có cái rô độc nha cả nhà. Đấy. Cái này là phải ăn được. Đây đấy. Nhiều quá. Được cá thôi, các bạn ơi. Cá này á, chị đây này. Cá thắt lát. Đấy, cả nhà. Con mấy ký đấy, đây bỏ vào đây. Nó quật đấy, nó văng đấy. Múc nước cho nó chảy luôn. Đó, cá thắt lát rất là đẹp luôn. Bảy màu, cá bảy màu. Cả nhà, hồi nãy thì Thành quay cho anh Hiếu đi lấy lưới. Bây giờ đi Thành đi lấy mất quái của Thành nha. Đấy. Có dừng té nha. Ô trời, cá gì vậy? Cá gì mà vừa dưới trời. Báo cáo với cả nhà là cá lồng tông. Cá lồng tông nha. Đấy. Đâu? Cái này cá gì đây? Hy vọng là con cái chép 2 kg nha cả nhà. Không 2 kg là coi như là 2 gram nha. Ôi trời ơi, cá thịt lát cả đống luôn. Cá thịt lát thì mà cá rồi thôi nha. Tối nay về tha hồ ăn luôn nha cả nhà. Chà. Ồ, cá này mà chiên xù lên là ngon luôn á. Gặp được nó đấy. Cái cá này là chiên xong là linh mặt này gặp được nó. Đây. Cá này. Ủa, nó bảo mặt nó xem. Cửa tay ra luôn. Ôi giời, là cá này chiên giòn mắt mới tinh mới bắt được này nhá. Chiên giòn này, cá này Sài Gòn không có đâu nha cả nhà. Mắt tinh mới ra được cá nha. Thế cái đang còn hay lát ra đi lấy tiếp. Rồi đi lấy tiếp cả nhà ơi. Cái này chắc một cái đầy ngập luôn này. Nước bảo nước ngập luôn này. Ôi giời. Ô, quá trời luôn. Chà, cái này là phá kỷ lục luôn á. Nhiều quá về mấy chục con này. Chà, cá nhóc luôn. Nhóc. Đó nó rào đây. Tối về chia đó. Nó rào tròn ăn nha. Tròn ăn. Tinh mặt mới gặp được nhá. Cái này tinh mặt mới gặp được nhá. Biết chưa? Cái này mặt thuộc dạng tinh á. To, mặt to. Còn mặt kém không bắt được cá này. Còn cái nào nữa không? Nếu mà tính con là về gần 100 con rồi. Rồi, quá trời luôn. Gần 100 con. Đây. Anh đưa cái này lên là luôn anh ơi. Đấy. Lại thêm một bạn. Ui. Ô, trời ơi, quá trời luôn. Quá gì? Không được con cá rô nào. Ừ. Con này con hút. Hút vào. Cho nó vô đây. Một lần mấy? Phải là 5-6 con nữa. Đây, ngửa ngửa con. Đây. Wow. Nói chân đi đi. À, cá này. Wow. Về. Quá nhiều. Đó. Wow, bắt đầu ra lượt lại. Lượt đầu là bắt được. Đây nha, cá. Đó là cá thân lá này cả nhà. Cái này tinh mắt mới làm được chân. Đây là cái rô nha. Rô cỏ. Đấy. Nhưng con to bự chang nhá. Loại này là mẹ nó uống say chỉ có chết thôi nhá. Đấy. Thành quả của hai anh em này cả nhà. Đó, cá rô này.
Rồi rô đông ý. Đấy, đây là cá này, cá rô đông nha cả nhà. Thì Thành xin phép kết thúc video tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay thì cho Thành một like, cái kênh ủng hộ cho Thành nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye bye. Con giật ngàn đấy. Trên kia là con giật ngàn đấy.